Hello, xin chào tất cả anh em YouTube nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn, mình review vị của cái hàng quay Octovis nha anh em. Cái quay WBC80.EU. Đây. Cái tên của quay này nó hơi khó nhớ nha anh em. Thì cái quay này hồi lúc trước mình cũng có làm cái video mình review sơ sơ với anh em rồi, nhưng mà mình chưa có làm vị. Thì sẵn hôm nay cái thằng em mình nó đặt cái bịch này. Thì đáng lý là nó lấy hôm qua rồi, nhưng mà nó để lại là mình hôm nay mình làm cái video mình chia sẻ vị với anh em, thì chắc là tối nay hoặc là trưa mai nó qua nó lấy. Thì cái quay này được cái là giá nó ok nha anh em, quay rẻ, giá rất là sinh viên, thì phù hợp với lại anh em sinh viên nè, anh em công nhân nè. Thì cái này nó sẽ phù hợp với cái túi tiền của mình hơn. Thì anh em mình kiểu như mình có nhiều mình chơi nhiều thôi, chứ không cần phải đu đeo theo những cái loại quay mắc tiền kia làm gì. Thì nói là quay sinh viên nhưng mà nó cũng không phải là dạng vừa nha anh em, nó là quay của châu Âu, hàng Ba Lan á nè. Thì hàng của châu Âu thì anh em cũng biết rồi, nó sẽ làm nó thiên về tự nhiên hơn, nó sẽ thiên về tự nhiên hơn. Thì nó sẽ không có pha trộn nhiều cái hương liệu, pha trộn vị với lại mùi giống như là hàng của Mỹ nha anh em. Bởi vậy khi mà mình uống thì nó sẽ không có ngọt giống như hàng của Mỹ. Thì cái đồ của hàng châu Âu nó là vậy. Với lại BCA hay AA gì cũng vậy, thì nó sẽ uống nó sẽ lạc lạc, nó không có pha trộn hương vị với lại mùi nhiều anh em. Thành ra là mình uống á, nếu mà mình biết xài thì mình xài hàng châu Âu nó sẽ ok hơn, nó sẽ tốt hơn. Còn hàng Mỹ thì anh em uống thì nó sẽ ngọt, ngọt hơn hàng của châu Âu nhiều. Thì để bây giờ mình khui ra mình chia sẻ với anh em cái vị như thế nào, là mình đổ ra cái ly cho anh em xem có mặn nước luôn nha. Hàng chính hãng này đầy đủ tem nha anh em. Hàng có Octovis thì mình lấy hàng chính hãng không à, chứ không có nhập hàng sách tay nha anh em. Hàng sách tay nó trôi nổi, nhiều khi mình không biết nó nguồn nó ở đâu ra. Để xíu nha. Trên cái bịch quay nó có cái đường cắt anh em, mình cắt theo cái đường đó rồi mình bấm lại thì nó sẽ không có bị lọt không khí vô. Nó có để hình cái kéo mọi người, cắt ngay đường cái kéo là ok. Đây nha. Cái muỗng của nó thì không biết nằm đâu luôn, để mình kiếm cái muỗng đó. Ở đây mình lấy cái muỗng của thằng quay, của thằng Google anh mình múc đỡ đi cái muỗng của nó chìm bên dưới à. Để mình cái này là vị sô cô la nha anh em. Đây. Cái bột của nó là màu hơi nâu nâu nha anh em, chứ không phải là màu nâu giống như là sô cô la rồi mọc nha. Mình nghĩ chắc nó lạ, chứ nó không có đậm. Em đợi xíu nha. Lắc không biết có nhanh tan hay không nữa. Đây nha anh em. Cái màu nước của nó thì màu nó hơi nâu nâu nha anh em. Đây. Đây là cái màu nước của nó nha, màu nâu nâu. Nói chung là vị lạc á, hồi nãy mình nói lạc là đúng rồi đó. Nhưng mà cái này anh em phải chịu khó lắc hơi lâu một xíu nữa nha, lắc hơi nhiệt tình xíu, tại nãy mình lắc nó hơi ít. Nó không giống là quay Isolat với Hydrolite rồi mình lắc nó nhanh tan, nhưng mà cái này lắc nó hơi lâu tan một xíu. Vị ok nha anh em. Ngon hơn quay của Myrotin rất là nhiều nha anh em. Myrotin thôi cái vị nó không được vậy đâu, mà cái bột nó cũng không được ngon vậy đâu. Mình bảo đảm là mình tại hồi xưa mình cũng uống qua Myrotin rồi, mình cảm thấy cái giữa Myrotin với lại cái Octovis này thì Octovis này nó ngon hơn. Cái này vừa uống vừa thưởng thức được nha anh em.
chứ không phải là uống nhắm mắt uống đại nha. Ngon đó, mình thấy nó ok. Nói về mùi vị thì ok, nhưng mà có điều nó hơi khó tan xíu, thì anh em chịu khó lắc thêm tí nữa thì nó sẽ tan. Thì nói về cái vấn đề nó tan thì mình nghĩ chắc là sẽ không thành vấn đề với anh em, tại vì mình uống quay mình đâu có ngại ngại ngùng gì, mà về cái mức độ tan nó làm gì thì anh em mình có thể mình bỏ qua cái phần đó. Còn về cái vị thì rất là ok nha. Thì nay mình chỉ làm cái video ngắn, mình chia sẻ về review vị với anh em vậy thôi. Thì khi nào có gì hay mình làm video mình chia sẻ với anh em tiếp nha. Bye bye anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.